Đầu cũ Tùng Tám kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng những ngày đầu tháng 10 năm 2021 đây, thì hôm nay chúng tôi là đang đón bác phẩm tại Chí Đám Đoan Hùng. Bác phẩm tại Chí Đám Đoan Hùng, bác về ký duyệt một bộ bàn ghế trường kỷ chất liệu gỗ hương đá hàng đại quý vị nhé. Đây là hình ảnh bác phẩm. Bác phẩm một thân đấy được bao tiền anh? Bộ trường kỷ có kích thước là dài là 2m17. Trường kỷ của hàng đại, dạ đục ngũ phúc, dạ đục ngũ phúc, dày 4cm. Ván mặt hàng dày dặn quý vị nhé, chân 12 chỉ. Phía bên trong này là chiếc bàn tiếu quý vị nhé, phía bên trong chiếc bàn tiếu. Đây, quý vị. Vân vèo bộ tự nhiên. Quý khách hàng là có nhu cầu mua sắm các sản phẩm khác thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Rất cảm ơn bác phẩm đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm.